Anh xin chào mọi người, Bảo Phạm đây. Thì ngày hôm nay trong cái buổi đi chơi phục vụ cùng với team thì mình cũng có chia sẻ cái cảm nhận của mình sau khi trải qua cái khóa học 90 Days Up, cái khóa đầu tiên mà tôi thường tổ chức vào tháng 8 năm ngoái. Thì mình là một trong những thành viên đầu tiên đăng ký vào cái khóa học tôi của Hường. Cái cơ duyên của mình đến với cái khóa học thì nó rất là đơn giản thôi. Trong một lần tình cờ thì mình có biết đến Tomato Hường qua Facebook, cái status trên Facebook của Tomato Hường. Và cũng trong cái thời gian đó là cái khoảng thời gian mình mới biết đến cái cụm từ Affiliate Marketing. Và ngay khi mà biết được Hường là có tổ chức cái khóa học đấy thì gần như là không có một sự ngại ngại nào mà Khoa inbox trực tiếp luôn cho Hường và hỏi đăng ký. Thực sự là cũng hơn một chút là lo lắng, là tại vì sao mình thứ nhất là mình không ở Việt Nam, mình ở bên Singapore xa. Thứ hai là Tomato Hường thì là một người mới đối với mình. Hiện trong thời gian đó mình chưa biết đến Tomato Hường là ai cả, là một người hoàn toàn mới đối với mình. Nhưng mà vì mình biết là nếu mà mình muốn dấn thân vào affiliate marketing thì mình phải có một người để hướng dẫn, cho nên chỉ vì cái lý do đấy thôi mình đã quyết định đăng ký khóa học 90 Days của Tomato Hường. Và sau cái khoảng thời gian học xong, thực ra là trong cái quá trình học thì mình đã có bắt đầu có doanh số từ Clickbank rồi. Clickbank là cái trang mà Hường sẽ hướng dẫn các bạn trong khóa học 90 Days Up. Thì trong cái khoảng thời gian học của Hường thì Khoa đã có được doanh số, và đặc biệt là sau khi khóa học xong thì Khoa đã đầu tư nhiều thời gian hơn cho nó, và cũng có được những cái thành quả nhất định mà Khoa cảm thấy hài lòng. Hài lòng là vì sao? Cái thành quả ấy, nó là chỉ là những cái đầu tiên, nó củng cố cái niềm tin cho mình với affiliate marketing. Nó giúp mình biết là cứ không phải là đi làm ngày đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều là cuối tháng mình mới có thể nhận lương. Thực ra là mình vẫn có thể làm đối với affiliate marketing thì mình có thể làm ở bất kỳ cái thời gian, bất cứ thời gian nào mà bạn rảnh. Còn hiện tại thì cũng rất cảm ơn Hường, Tomato vì đã tổ chức ra 90 Days Up Core Team nữa, và mình hiện tại cũng là một thành viên ở trong 90 Days Up Core Team. Và mình cũng sẽ rất là mong chờ và rất là vui sẽ được đồng hành cùng với team trong không chỉ đối với khóa học 90 Days Up mà còn nhiều những cái chương trình khác nữa trong tương lai. Mình xin cảm ơn.